các bạn hãy xem nội dung mô tả video để biết thêm chi tiết. Mỹ Tâm là một trong những nghệ sĩ có đời tư kính tiếng nhất nhì showbiz Việt, cô rất hạn chế chia sẻ về chuyện tình cảm với công chúng. Ấy thế mà trong đêm live show vào tối ngày 25 tháng 4, Mỹ Tâm gây bất ngờ khi kể về tình cũ và tiết lộ nguyên nhân chia tay. Trước hàng trăm nghìn khán giả đang có mặt tại live show, Mỹ Tâm hài hước kể, các bạn cũng biết tôi rất thích trăng. Từ ngày xưa và cho tận đến bây giờ, tôi muốn cùng người mình yêu sẽ lên núi ở rồi uống rượu ngắm trăng hồi đó tôi có quen một anh tôi rất thích và nghĩ sẽ cùng uống rượu ngắm trăng với anh ấy nhưng làm vậy mà không có tiếng đàn thì không hay vì thế tôi mới đi học đàn hóa ra chị đại vì bích cũng từng có thời gian yêu đương lãng mạn và quyết làm mọi thứ cho người ấy thế này thì ra lý do mỹ tâm biết đánh đàn là liên quan đến người yêu cũ của cô tuy nhiên hậu tan vỡ mỹ tâm đã dở khóc dở cười thừa nhận bản thân điên khùng nhưng sau khi học xong thì tôi và bạn ấy chia tay rồi tôi rất buồn về chuyện đó và nghĩ rằng chỉ có tình yêu mới làm chúng ta trở nên điên khùng như vậy tự dưng đi học đàn làm gì rồi về lại chia tay song nhờ người đó mà tôi mới biết đánh đàn sau này có người thương người yêu khác thì tôi lại đánh đàn cho người ta nghe hậu chia tay Mỹ Tâm rất hiếm hoa nhắc về người yêu cũ và dân tình cũng không biết được người đàn ông từng khiến chị đẹp điên khùng là ai. Được biết, cách đây nhiều năm, Mỹ Tâm cũng từng chia sẻ về người yêu cũ là người gắn bó và hỗ trợ cô rất nhiều trong công việc. Thậm chí tên album đâu chỉ riêng em của Mỹ Tâm cũng là do người yêu cũ đặt cho, hồi đó, tôi nhờ người yêu đặt hộ tên album. Giờ chia tay rồi, tôi lấy lại tên cũ để làm kỷ niệm. Hiện tại, Mỹ Tâm liên tục bị soi, hình, nghi vấn đang hẹn hò với bạn trai kém 11 tuổi mai tài phến. Không biết thầy giáo mưa có trở thành chàng trai may mắn được Mỹ Tâm đàn hát cho nghe và cùng ngồi ngắm trăng không đây? Ở tuổi 40, Mỹ Tâm vẫn là quý cô hát tuổi và quyền lực nhất nhì vi biết. Chuyện đời tư của cô vô cùng kín tiếng, Mỹ Tâm từng hứa khi nào có tin hỷ sẽ đích thân thông báo với khán giả. Hiện tại, chị đẹp đang vướng nghi vấn hẹn hò mai tài phến.